Xin chào cả nhà. Hôm nay em muốn giới thiệu với cả nhà một loại kem dưỡng trắng da rất là tốt, rất là an toàn và hiệu quả luôn. Đây, cho nên em muốn giới thiệu cả nhà đây, Lean Skin. Thì kem này có công dụng là cung cấp độ ẩm cho da, giúp da trắng sáng, trắng hồng tự nhiên. Kem còn làm mờ các vết thâm, các vết rạn do chúng ta mang thai hoặc là trong quá trình giảm cân để lại. Kem còn nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, chống lại các dấu hiệu lão hóa trong tương lai. Đặc biệt là kem còn là một lớp rào chắn để bảo vệ da của chúng ta trước tác hại của môi trường nữa. Thì ngoài ra đặc biệt đều là kem còn cung cấp collagen và cung cấp nước cho da nữa các bạn. Thì chúng ta sử dụng ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Trước khi sử dụng thì chúng ta nên tắm thật sạch với lại sữa tắm, rồi chúng ta lau khô người, rồi chúng ta xức một lớp mỏng này lên, một lớp mỏng kem lên nha các bạn. Bây giờ để đi test lên tay cho các bạn xem độ trắng sáng của kem nha. Đây, các bạn có thấy rõ không? Lên tông rất là rõ rệt luôn. Thì đây là chất kem bên trong nè. Kem còn rất là thơm nữa nha. Mùi thơm giống như là mùi nước hoa ấy. Thì kem này có giá là 480.000. Bạn nào muốn mua kem này thì liên hệ Facebook anh Quỳnh Nguyễn đi, có tác tên ở phía trên đó nha. Chúc các bạn có làn da trắng sáng mịn màng với bộ sản phẩm Lean Skin. Bye bye các bạn.